trong thần thoại bắc âu có một lời sấm truyền về ngày tận thế ragnarok khi đó chúa quỷ sơ tơ sẽ trỗi dậy từ địa ngục với cơ thể to như một ngọn núi trong tay hắn thì cầm thanh kiếm hỗn mang chém xuống vùng đất của các vị thần chỉ trong tích tắc toàn cõi thiên giới đã bị hủy diệt dưới tay của chúa quỷ sơ tơ để ngăn chặn lời sấm truyền thành sự thật thần tho đã tự mình xuống địa ngục với vai trò là một linh hồn bị xiềng xích trong lồng sắt khi chúa quỷ nhận ra đây là một vị thần hắn ta liền vui mừng thốt lên câu hóa ra là tho con trai của odin còn ngươi là sơ tơ con trai của chó đẻ Ta nhớ là một vạn năm trước cha ta đã giết ngươi rồi mà, bởi vì ta không thể chết trước khi lời sấm truyền về ngày tận thế Ragnarok thành sự thật cậu bé ạ. À. Vậy ngươi là nhân vật chính trong sự kiện Ragnarok à? Đúng thế đấy. Khi vương miệng của ta gặp ngọn lửa vĩnh hằng, ta sẽ khôi phục toàn bộ sức mạnh và đâm thanh kiếm hỗn mang vào ngay tâm của Asgard. Vậy có thể nói cho ta biết cái vương miệng đang ở đâu hay không? Nó chính là cặp sừng trâu này nè nhóc con ạ. À. Dời ơi vậy mà nãy giờ ta cứ tưởng nó là cặp chân mày siêu to khổng lồ đấy chứ. Dám dẫn mặt với ta hả nhóc con. Nếu như ngươi ở đây vậy thì Asga không còn ai ngăn nổi ta nữa, ta sẽ làm cho lời sấm truyền đến sớm hơn dự định. Nghe thấy vậy Thor liền hấp tinh cây búa lại rồi phá tung xiềng xích, Sơ Tơ lập tức lệnh cho đám quỷ con ùa ra vây lấy thần Thor. Tuy bọn này có rất đông nhưng so với Thor thì vẫn còn rất yếu, anh chỉ cầm cây búa cua tới cua lui rồi ném tới ném lui qua loa vậy thôi. Thế mà đám quỷ con cũng bị đánh tan tác như xác pháo. Sơ Tơ thấy vậy bèn vun thanh kiếm xuống bắn tới ngọn lửa địa ngục. Tuy nhiên đòn đánh này không xuyên thủng được chiêu thức quay búa đại pháp của thần Thor, cứ thế mà anh đập tan ngọn lửa rồi ném cây búa tới chúa quỷ đánh cho hắn bầm vập tơi tả chó đẻ cũng nhận không ra cuối cùng anh tho bật nhảy lên cao rồi giáng xuống một búa vinh quy bái phật tiễn sơ tơ về cõi thiên thai sau đó anh xích cái vương miệng lên lưng rồi gọi him đồ đưa mình về nhưng không thấy hồi âm không may là quái thú địa ngục đã phá được dây xích và đám quỷ con cũng tiếp tục lao tới tho bèn quay cây búa bay lên khỏi hang động rồi tiếp tục gọi cho him đồ nhưng vẫn không thấy hồi âm hóa ra him đồ không còn là thần giữ cửa mà thay vào đó là squok anh ta lúc này đang bận sốc lọ và lấy hàng nóng ra khoe với mấy cô gái. Bất ngờ con quái thú trồi lên mặt đất định nút chừng thần tho nhưng bị anh dùng cây búa ghim chặt cái mõm xuống. Thế nhưng đám quỷ con lại tiếp tục lao đến nên tho đành thu hồi cây búa rồi bay đi và cố gắng gọi him đồ một lần nữa. Lúc này hai cô gái mới phát hiện cái trụ tín hiệu sáng lên. Squawk liền nhanh tay lấy thanh gươm chọc xuống để mở cánh cổng Bifrost. Ngay khi quái thú địa ngục sắp đuổi kịp tho thì luồng ánh sáng bảy màu chiếu thẳng xuống đưa anh về Asgard ngay sau đó là đầu của con quái thú địa ngục thần tho thắc mắc sao không thấy him đồ đâu cả gã chọc mới nói rằng him đồ đã bị odin giáng chức làm thường dân và bật vô âm tín nghe thấy vậy tho liền bay đến hoàng cung để hỏi cho ra lẽ không ngờ tại đây đang có một vỡ kịch diễn lại cảnh loki đã hy sinh anh dũng ở tập trước khi chống lại ác quỷ malekith còn odin thì thoải mái nằm ăn nho vui vẻ xem vỡ kịch lúc đến đoạn cao trào đẫm nước mắt thì có một dàn đồng ca vang lên để làm cho câu chuyện tăng thêm sự cảm động thấy vậy tho liền bảo anh lính hãy cất cái vương miệng vào trong kho để cắt ngang vỡ kịch vớ vẫn này sau đó tho ném cây búa ra xa rồi kéo odin ra đứng trước mình để đỡ đạn bởi vì khi anh nhìn thấy tượng đài của loki ngay trước cửa hoàng cung thì anh đã đoán được odin này chắc chắn không phải là cha mình quả nhiên đây đúng thật là loki biến hóa thành tho liền tiếp tục dùng búa đe dọa thằng em lương lẹo nói ra tung tích của cha đang ở đâu loki hốt hoảng lập tức dẫn tho xuống bệnh viện dưỡng lão tại trái đất trước đó loki đã để odin ở lại đây nhưng sao bây giờ nó đã bị phá rỡ hai người đang nói chuyện thì bất ngờ xuất hiện một vòng tròn làm cho loki rơi xuống nhìn thấy dưới đất có một tờ danh thiếp tho liền tìm đến địa chỉ này thì dẫn tới nhà pháp sư tối thượng doctor strange đầu tiên anh ta mời thần sấm ngồi xuống khi tho còn đang ngơ ngác thì phát hiện trên tay mình đã cầm một cốc trà cảm ơn nhưng tôi không uống trà thế là pháp sư bèn hóa thành ly bia trong tích tắc nó được nhập từ việt nam ngon lắm đấy nghe thấy vậy tho liền nốc một hơi hết sạch ai ngờ một giây sau bia trong ly lại tràn đầy trở lại ôi tía ơi uống kiểu này dân việt nam thích lắm này đỡ phải tốn tiền mua bia Bây giờ Doctor Strange mới nói ra nguyên nhân bắt cóc Loki là vì anh ta quá nguy hiểm cho trái đất. Là một pháp sư tối thượng tôi không cho phép ai làm loạn ở đây. Anh Thor liền từ tốn giải thích mục đích hai anh em xuống đây là tìm thần Odin rồi sẽ rời đi chứ không có ý gì khác. Doctor Strange rất tin tưởng thần Thor nên ngỏ ý muốn giúp anh tìm cha. Thế nhưng trước hết pháp sư cần phải xem Thor có chịu đựng được phép di rời hoán cảnh này không cái đã. Sau đó Doctor Strange mới bước một cọng tóc của Thor để làm phép mở ra cánh cổng thời không. Pháp sư nói rằng thần Odin đang ở phía bên kia. Tuy nhiên Thor muốn dẫn thằng em phá phách của mình theo cùng, ngay lập tức Doctor Strange liền thả Loki rơi cấm mặt xuống đất. Hơn 30 phút đồng hồ bị pháp sư cho rơi tự do khiến Loki tức giận lấy mã tấu ra định chơi khô máu. Thế nhưng Doctor Strange không chấp nhất mấy thằng trẻ châu háo đá nên liền đẩy hai anh em tới chỗ Odin. Ông ấy giờ đây đã già nua và buồn tuổi sau khi hoàng hậu băng hà. Nhìn thấy cha như vậy Thor liền nói rằng mình đã giết được chúa quỷ Sơ Tơ và ngăn chặn Ragnarok xảy ra, tưởng rằng điều này làm cha vui lên nhưng ai ngờ lại không. Thần Odin nói rằng đó chỉ là khởi đầu mà thôi, Căn nguyên của ngày tận thế không phải là sơ tơ mà chính là chị cả của các con. Nữ thần chết chóc Hila, sự khát máu của nó đã vượt quá tầm kiểm soát của ta, cho nên một nghìn năm trước ta đã phong ấn nó trong cõi thiên thai và bây giờ thì nó đã thoát ra được. Chắc chắn nó sẽ trở về Asgard để hấp thụ sức mạnh. Một khi nó thành công thì chẳng ai xứng tầm làm đối thủ của nó nữa. Nghe thấy vậy Tho liền thỉnh cầu cha mình hãy quay về thiên giới để ngăn chặn chuyện này. Thế nhưng tuổi thọ của Odin đã tận, vì vậy từ nay về sau các con phải tự mình đối mặt với khó khăn. Nói xong thần Odin bày tỏ lòng thương yêu hai người con rồi hóa thành cát vàng bay về cõi hư vô, ngay sau đó nữ thần chết chóc Hila xuất hiện, tho và Loki bèn chuyển sang trạng thái chiến đấu. Hila có hơi thất vọng vì không được chính tay giết chết Odin, thế nên Hila đành ra lệnh cho hai thằng em mình quỳ xuống trước nữ hoàng tân nhiệm. Nhận thấy Hila thật ngông cuồng tho liền ném cây búa tới nhưng ai ngờ ả à này lại có thể bắt được nó dễ dàng. Càng bất ngờ hơn là Hila chỉ bóp nhẹ một cái thì cây búa đã vỡ nát, tận mắt chứng kiến điều này cả hai vô cùng kinh ngạc. Tiếp theo đó Hila vuốt tóc mình lên thành những chiếc sừng, hốt hoảng Loki liền gọi cho Squawk mở cánh cổng Bifrost ra đưa hai người về. Thế nhưng Hila đã kịp thời bám theo và đánh văng Loki ra khỏi luồng ánh sáng dịch chuyển. Ngay cả Thor cũng không đấu lại Hila mà bị rơi xuống một hành tinh nằm ngoài cửu giới và có rất nhiều rác điện tử. Còn à Hila thì đã về đến Asgard, nhìn thấy kẻ xâm phạm Phan Zor và Đâm Ba liền lao lên ứng chiến thì bị Hila thẳng tay giết chết. Hoàng Hốt Squawk bèn quỳ xuống xin tha mạng, đang lúc thiếu nhân lực nên Hila đồng ý thu nhận gã chọc làm tay sai sau đó nữ thần chết chóc tuyên bố với toàn thể quân đội asga rằng mình là con cả của odin và là người thừa kế ngai vàng hợp pháp chính vì thế nên ả muốn quân đội hãy phục tùng mình đi đánh chiếm các hành tinh khác tuy nhiên đội trưởng hogun không nghe theo mà còn kích hoạt quả chùy lên chiến đấu thế nhưng anh nào đâu phải là đối thủ của hila nên đã hy sinh anh dũng tiếp theo đó nữ thần chết chóc thi triển tuyệt học của tiểu lý phi đao lý tầm rông tàn sát hết đám lính không nghe lời đây đúng thật là tuyệt thế cường giả hàng triệu năm mới có một người phía này anh tho bỗng nhiên nhìn thấy một phi thuyền bay đến chưa biết là địch hay thù nên anh liền chào hỏi trước cái đã ai ngờ đám bẩn thỉu này lại xem anh là đồ ăn tức giận tho liền đánh văng một tên thì bị gã đại ca bắn tới tấm lưới điện túm chặt anh lại sau đó cả đám hùa nhau ra sức đánh hội đồng một mình anh đúng lúc này có một cô gái xuất hiện và nói rằng thần tho là của cô ta đương nhiên là đám bẩn thỉu này nào có chịu giao ra con mồi béo bỡ này được thế là cô gái bèn dùng tay mình điều khiển hai khẩu súng từ phi thuyền phía sau bắn chất hết đám bẩn thỉu Tho tưởng rằng là cô gái đến cứu mình nhưng ai ngờ lại bị ném con chip vào cổ. Tiếp theo đó cô gái ấn vào nút remote làm cho Tho bị giật điện dễ đành đạch không còn sức phản kháng. Đến khi tỉnh dậy thì anh đã ở trên phi thuyền. Lúc này cô gái mới giới thiệu tên mình là Scrapper và hành tinh này được gọi là Saka. Tho liền hùng hổ nói rằng mình là thần sấm con trai của Odin và yêu cầu cô gái mau đưa mình về Asgard. Thế nhưng Scrapper không nghe mà tiếp tục bay đến một thành phố. Điều này khiến Tho lại nổi lên cơn điên. Thế là cô gái bèn ấn vào remote để anh Tho bị giật điện tập 2 trong khi đó Hila đã tiến vào đại điện và nhìn thấy những bức vẽ trên trần nhà. À nói rằng tất cả đều là những chuyện giả dối nên liền phóng phi đao lên để phá vỡ trần nhà, không ngờ lại lộ ra những bức họa của thở xa xưa, thời kỳ mà Asgard vô cùng hùng mạnh và Hila chính là vũ khí cho công cuộc chinh phục cửu giới. Thế nhưng Hila lại tham vọng muốn thống trị cả toàn cõi vũ trụ nên đã bị Odin phong ấn. xác của những chiến binh trước đây từng đi theo Hila đã bị chôn dưới cung điện này. Nói xong, à Hila đi tới ngọn lửa vĩnh hằng lấy một đóm nhỏ sau đó đập thủng nền nhà rồi nhảy xuống bên dưới. Tiếp theo ả dùng ngọn lửa vĩnh hằng đập mạnh xuống đất, nguồn năng lượng màu xanh phát tán ra xung quanh, giúp cho toàn bộ binh lính đã chết được hồi sinh trở lại và trong đó có cả con hạo thiên khuyển có tên là Fenrir. Thừa cơ hội không ai canh gác Himdol đã lén lút lấy lại thanh kiếm trên cầu Bifrost. Sau đó ông đưa tất cả người dân trốn vào một nơi an toàn để tránh tai mắt của Hila. Lúc này Thor đã bị áp giải đến gặp một người tự xưng là Grandmaster và cũng là lãnh chúa của hành tinh này, cho nên xung quanh ông có rất nhiều binh lính. Còn cô gái Scrapper thực chất là một kẻ buôn nô lệ với mục đích bán anh Tho cho Grandmaster để kiếm tiền. Vì gã lãnh chúa này chuyên thu mua những đấu sĩ để mua vui và cá cược. Tho tức giận vùng dậy và nói mình không phải là một món hàng nhưng kết cục lại bị cô gái giật điện. Vô tình Tho nhìn thấy thằng em Loki đang ngồi ở đây rất thoải mái, do là hắn ta có biệt tài khua môi múa mép nên đã được Grandmaster trọng dụng và đối xử như là khách quý. Chính vì vậy Loki liền lật mặt nói là mình chẳng quen biết gì Tho, lãnh chúa mới ra điều kiện nếu Tho đánh thắng chiến thần hủy diệt của ông thì sẽ được trả tự do. Sau đó anh bị tống vào căn phòng dành cho các đấu sĩ nghiệp dư, tại đây tho làm quen với anh người đá tên là Groot và cũng là thủ lĩnh của phiến quân. Trước đây anh ta từng đứng lên đấu tranh chống lại Grandmaster nhưng thất bại rồi bị bắt vào đây làm đấu sĩ. Đang nói chuyện thì vô tình tho trông thấy hình xăm trên tay Scrapper. Hóa ra cô ta là một kỵ sĩ Valkyrie, huyền thoại thổ sư của Asgard Cho nên anh liền bảo cô gái mau đưa mình về nhà vì trách nhiệm của Vankiri là phải bảo vệ ngai vàng cho nhà vua. Thế nhưng Scrapper lại từ chối mệnh lệnh vì đây là Saka chứ không phải Asgard thế là tho bị kéo vào trong để cho người thợ cắt đi mái tóc dài thần thánh ngay sau đó tho đi ra đấu trường với diện mạo nam tính và cao bồi hơn trước theo sự sắp đặt của grand master thì đối thủ của tho lần này là chiến thần hủy diệt thật không ngờ rằng đó chính là húc người khổng lồ xanh của trái đất đây mà gặp lại bạn cũ trong biệt đội avenger tho vô cùng vui mừng thế nhưng húc lại hùng hổ lao đến tấn công anh tới tấp tự dưng bị thằng bạn đánh vô cớ nên tho đành phải trả đòn chờ cho húc chạy tới anh liền rút cây búa ra tán một cú đánh văng khổng lồ xanh nhìn thấy sức mạnh của Thor ai ai cũng đều vô cùng kinh ngạc. Anh tiến đến chỗ Húc rồi dùng lời ngon tiếng ngọt để đánh thức tâm hồn Banner bên trong ra ngoài. Ai ngờ khi anh đưa tay ra thì Húc lại túm lấy anh đập mạnh xuống nền đất như là cái mền rách. Thằng thế Húc tỏ ra vô cùng phấn khích. Đến nước này Thor đành phải chơi khô máu mà méo để tâm đến tình bạn què gì nữa. Thế là hai bên đánh nhau điên cuồng ăn miếng trả miếng khiến cho Loki vô cùng phấn khích. Cuối cùng cũng có người dần cho thằng anh mình một trận rồi ha ha. trong lúc bị bón hành ăn méo cả miệng. Tho nhớ về hình ảnh người cha già đang đứng chờ con, bỗng dưng đôi mắt anh sáng lên rồi tung ra một cú đấm sấm sét đánh văng người khổng lồ xanh. Toàn thể khán giả ồ lên và Grandmaster cùng Loki cũng vô cùng kinh ngạc. Toàn thân thần Tho phát ra một luồng sấm sét tràn đầy sức mạnh, anh liền lao tới cho Húc một đấm với kình lực cực kỳ khủng khiếp. Thấy vậy lãnh chúa bèn kích điện anh Tho để cho Húc giành được chiến thắng. Phía này Hila bắt đầu dẫn binh đi chinh phạt vũ trụ thì phát hiện cây cầu Bifrost đã mất đi thanh kiếm. Trong khi đó anh Thor đã tỉnh lại và Húc cũng đã không còn hung hăng nữa, hóa ra hai năm trước anh ta đã đi lạc đến hành tinh này bằng một phi thuyền. Nhìn thấy vậy Thor định ra ngoài lấy nhưng bị chúng phải một màn chắn điện cao thế, không còn cách nào Thor bèn gọi cho Hindol để xem tình hình của Asgard. Hindol mới báo rằng hiện tại Hila đã hút năng lượng của Asgard và đang mạnh lên từng ngày, vì vậy ông cần anh về gấp để cứu người dân. Hindol còn chỉ dẫn anh Thor con đường thoát khỏi hành tinh này là một lỗ hỏng rất to. Chuyện đến nước này anh đành phải cầu xin sự trợ giúp của Vankiri và Húc, Cô gái mới kể rằng trước đây Hila có ý định cướp ngai vàng nhưng Odin đã phái đội kỵ sĩ Valkyrie đến bắt à. Thế nhưng nữ thần chết chóc đã tung ra tuyệt chiêu vạn đao phi tới hàng vạn kỵ sĩ, cuối cùng thì chỉ còn duy nhất mỗi mình Scrapper là sống sót. Chính vì thế cô không muốn tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực của nhà Odin nữa. Thor nói vấn đề bây giờ không phải là ngai vàng mà là sự sống còn của người dân, ấy vậy mà Scrapper vẫn nhất quyết từ chối. Tuy nhiên Thor đã nhanh tay trộm lấy cái remote rồi tháo ra con chip điện, sau đó nhảy qua cửa kính để chạy thẳng đến phi thuyền ai ngờ húc cũng ham vui đi vào đây làm vỡ cả phần đuôi tàu vô tình tho chạm vào nút điều khiển mở lên đoạn phim ghi hình natasha nhìn thấy gái đẹp banner ở trong húc liền thức tỉnh rồi biến về bình thường lúc này lãnh chúa đã phát hiện hai đấu sĩ của mình đã trốn chạy nên liền phái loki và scrapper đi bắt người nếu ai hoàn thành nhiệm vụ trước thì sẽ được nhận phần thưởng hậu hĩnh vì lợi ích này mà hai người liền đánh nhau để giành quyền đi trước tuy nhiên loki nào đâu phải là đối thủ của kỵ sĩ vankiri huyền thoại sau khi hạ gục thần lừa lọc thì scrapper liền tìm đến tho và banner để giúp đỡ họ bởi vì bây giờ cô đã thông suốt và cũng muốn trở về Asgard cứu người dân. Ngoài ra Scrapper còn giới thiệu thêm một thành viên nữa đó là Loki. Theo lời chỉ dẫn của Himdo Thor biết được con đường về Asgard đó là cái lỗ đít ở đằng kia, thế nhưng làm gì có phi thuyền nào có thể bay lên đó được chứ? Loki mới nói rằng ở chỗ gã lãnh chúa có một chiếc phi thuyền siêu hạng có thể bay lên được lỗ đít, thế là Thor và Loki liền song kiếm hợp bích tiêu diệt đám lính đi lấy chiếc phi thuyền. Còn phía này Scrapper ra tay giải thoát cho các đấu sĩ ở đây để phân tán sự chú ý của Grandmaster, Ai ngờ gã Loki lại lật lọng định mật báo cho lãnh chúa. Tuy nhiên Tho đã gắn chip điện lên người thằng em vì anh biết trước là tên này không thể tin được, quá nhiều lần bị gạt bởi trò ảo ảnh này nên đương nhiên anh phải khôn hơn chứ. Nhanh chóng Tho liền điều khiển phi thuyền bay đi, đám lính của lãnh chúa cũng đuổi theo truy kích. Tình huống nguy cấp Tho bèn giao lại vô lăng cho tiến sĩ Banner. Sau đó anh và Scrapper ra bên ngoài cố gắng tiêu diệt kẻ địch đeo bám, cuối cùng cả hai an toàn nhảy vào lại phi thuyền rồi cùng Banner bay lên cái lỗ đít. Rất nhanh họ đã đến được cõi thiên giới Asgard nằm lơ lửng giữa không gian. Trong khi đó các đấu sĩ vừa đi ra bên ngoài thì nhìn thấy Loki nên liền cho anh ta nhập bọn. Thông qua máy quét hồng ngoại ba người đã phát hiện người dân đang ẩn trốn trong một ngọn núi gần đó. Hila cũng đang định dẫn quân tới đó để lấy lại thanh kiếm Bifrost. Thế nhưng sau khi ả phóng phi đao tới cánh cổng để làm cầu bắc qua thì không thấy người dân đâu nữa. Hóa ra tất cả đã được him đổ sơ tán đi nơi khác. Bỗng nhiên Hila nghe thấy một âm thanh vang vọng như là muốn khiêu chiến với mình. Người đó không ai khác đó chính là thần Thor. Ngay lập tức Hila liền vuốt mái tóc lên rồi lao đến thần Thor đánh nhau như điên khi không có cây búa trong tay thì dường như Thor đã yếu đi nên liên tục bị chiêu thức của Hila lấn áp thế là sau 500 chiêu anh đã bị Hila chém mù một con mắt lúc này Hindo đang dẫn người dân tới cây cầu Bifrost để dịch chuyển sang hành tinh khác thì bị Hạo Thiên khuyển chặn ngay phía trước còn phía sau thì bị gã chọc và đội quân chết chóc phong tỏa không còn cách nào người dân đành phải vác hàng lên chơi khô máu để tìm đường thoát thân Scrapper cũng từ trên phi thuyền xã đạn điên cuồng xuống con Hạo Thiên khuyển thế nhưng lớp da nó quá dày nên không thể xuyên thủ Thấy vậy Banner bè nhảy xuống để triệu hồi húc ra nhưng ai ngờ lại bị sắp mặt lờ. Hila liền lôi đầu tho ra ngoài để cho anh chứng kiến sự tuyệt vọng của người dân là như thế nào. Thế nhưng khi Hạo Thiên khuyển lao tới thì bị húc túng cái đuôi lại rồi hai bên rằng co rơi ra khỏi cây cầu. Con quái vật tiếp tục lao tới tấp lấy khổng lồ xanh rồi kéo anh xuống nước. Vô tình Hạo Thiên khuyển bị trực xuống thác nước còn húc thì may mắn túm được một mõm đá. Lúc này Scrapper mới biết thì ra Banner là húc. Đang lúc cô không cảnh giác thì đám zombie đã trèo lên đập phá phi thuyền làm cho nó rơi xuống. Đúng lúc này Loki xuất hiện như là một đấng cứu thế. Ngoài ra còn có anh người đá Groot và chiến hữu kịp thời giải nguy cho him đồ. Ngay lập tức Loki bảo người dân mau sơ tán lên phi thuyền, còn anh và các đấu sĩ ở lại chiến đấu với đám zombie. Nhìn thấy người dân được an toàn tho cảm thấy yên tâm hơn, à Hila thì tức giận tặng cho anh thêm vài nhát dao. Trong lúc bế tắt anh mơ hồ gặp lại thần Odin, tho liền quỳ xuống và nói rằng mình thật vô dụng. Không có cây búa trong tay con không thể nào đánh lại à Hila, Odin mới phản bác rằng vậy con là thần búa à. Dại ơi cây búa chỉ giúp con giải phóng ra năng lượng chứ không phải là nguồn gốc sức mạnh của con. Mặc dù là vậy nhưng Hila đã chiếm được Asga rồi thưa cha. Asga không phải là một vùng đất con ạ. Con phải hiểu rằng Asga thật sự chính là nơi mà người dân ta đang đứng. Ví dụ là ở đây chẳng hạn, thần Odin nói xong thì tho liền bừng tỉnh và bộc phát sức mạnh triệu hồi sấm sét giáng xuống ả Hila văng xuống đất. Lúc này Scrapper mới bắt đầu thể hiện mình là một kỵ sĩ Valkyrie huyền thoại chém tới đâu là zombie chết tới đó. Tho cũng liền nhảy xuống cầu Bifrost để góp vui, với sức mạnh sấm sét trong người anh vô cùng bá đạo đánh cho đám lính tử thần không còn manh giáp. Cuối cùng chỉ còn lại một tuyệt thế cường giả đó chính là Hila, ngay cả tia sét cường đại khi nãy cũng không đánh chết được à. Cho nên Tho nhận thấy bên mình dù có đông người cũng chưa chắc thắng, anh nhớ lại cha có nói rằng nguồn gốc sức mạnh của Hila là nằm ở ngay Asgard này thế là Thor bèn bảo Loki hãy vào tầng hầm lấy cái vương miệng của sơ đặt lên ngọn lửa vĩnh hằng mục đích của anh là muốn hồi sinh chúa quỷ để cho hắn tạo ra ngày tận thế Ragnarok còn mình và Scrapper thì cố gắng cùng nhau kìm chân ả à Hila gã chọc và tất cả người dân thì đã an toàn lên phi thuyền Hila thấy vậy liền tạo ra một mũi giáo từ dưới biển đâm lên đám zombie cũng nhờ đó mà tràn vào phi thuyền bỗng dưng gã chọc nổi máu anh hùng vác súng lên tiêu diệt đám zombie để cho người dân đi trước cuối cùng gã chọc hy sinh anh dũng dưới phi đao tuyệt thế của Hila đúng lúc này chúa quỷ hồi sinh với cơ thể to như một ngọn núi bất ngờ húc tự dưng nhảy lên tấn công sơ Tơ. cũng may chúa quỷ gạt ra được nếu không thì toi tho liền bảo bạn mình mau dừng tay lại rồi đấm vỡ cây cầu làm cho hila rơi xuống biển sau đó húc ôm lấy anh cùng scrapper nhảy lên phi thuyền còn sơ tơ thì cầm thanh kiếm hỗn mang tập trung phá hủy asga chứ không quan tâm đến chuyện khác hila bèn tạo ra một đống giáo to đùng phóng thẳng lên để ngăn chặn sơ tơ thế nhưng cuối cùng chúa quỷ cũng đâm được thanh kiếm xuống lõi hành tinh phá hủy cả asga sức mạnh của Hila cũng tiêu tan và bị hủy diệt theo. Nhìn thấy quê hương đã không còn nên người dân cảm thấy rất thê lương, nhớ lại lời cha nói Asga không phải là một vùng đất mà là nơi chúng ta đứng. Thế là Thor bèn đưa người dân đến trái đất để sinh sống thì ai ngờ lại gặp phải một phi thuyền cực kỳ to lớn chặn ngay trước mặt. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Ủng hộ mình nhé các bạn. Tạm biệt.